lên đường Cái người bỏ ra bốn chục franc để mua trẻ con Không nhất thiết là một con yêu tinh Dự trữ thịt tươi để ăn dần Ông cụ Vitaly không định ăn thịt tôi Ông cũng không phải người ác Như đa số những người đi mua trẻ con Chỉ lát nữa đây tôi sẽ được thấy điều này Chỗ ông cụ đến Cầm tay tôi dắt đi, là chỗ đỉnh núi phân lưu giữa sông Loa và sông Đốc nhờ. Cũng ngay khi ấy, chúng tôi bắt đầu đi xuống triền núi phương Nam. Đi được 15 phút, ông cụ bỏ tay tôi ra và nói, Bây giờ cháu cứ việc đi thông thả bên ông, nhưng chớ có ý định chạy trốn. Nếu chạy trốn, con Capi và con Despino sẽ đuổi bắt lại ngay, rằng chúng nhọn lắm đấy bây giờ thì chẳng chạy trốn được nữa rồi giá mà có ý định ấy thì cũng vô ích thôi tôi thở dài thấy vậy cụ già bảo tôi cháu buồn lòng lắm phải không ông biết và không giận cháu đâu nếu cháu muốn khóc thì cứ khóc đi ông không cấm nhưng cháu nên biết rằng ông mang cháu đi không phải là để làm khổ cháu nếu cháu cứ ở đó thì chắc chắn là cháu phải vào nhà trẻ rơi những người nuôi cháu không phải là bố mẹ cháu mẹ nuôi cháu là một người rất tốt với cháu thương yêu cháu cháu cũng thương yêu mẹ cháu cháu đau lòng vì phải xa mẹ cháu đó là điều tốt nhưng mẹ cháu không thể làm khác ý chồng bà ấy được không thể giữ cháu ở nhà với bà ấy còn chồng bà cũng không phải là người ác nghiệt như cháu tưởng ông ta không có gì để sống què quặt không lao động được nữa chẳng lẽ người ta chịu chết đói để nuôi cháu chăng cháu nên hiểu rằng ở đời không phải cái gì muốn cũng được cả đó là những lời nói của một người sáng suốt hay ít ra cũng là của một người từng trải nhưng đang buồn lòng vì nỗi ly biệt nên những lời nói của cụ Vitaly không sao lọt vào tai tôi được. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại người đã nuôi dưỡng tôi, đã âu yếm tôi, người mà tôi thương yêu nhất đời là mẹ Barbara của tôi. Ý nghĩ ấy cứ như nghẹn ở cổ tôi, làm tôi nghẹt thở. Tuy nhiên tôi vẫn đi gần cụ và cố sức đem những lời cụ vừa nói để tự bảo mình. Cụ Vitali nói như thế là đúng. Ông Barbara không phải là bố đẻ tôi, không thể bắt buộc ông ấy chịu đói khổ vì tôi. Trước kia ông đã rước tôi về nuôi, bây giờ phải đuổi tôi đi vì không có khả năng nuôi nữa. Nghĩ đến ông ta, tôi không nên nghĩ đến cái ngày hôm nay mà phải nhớ là những năm tôi đã sống ở nhà ông ta kìa. Chốc chốc cụ Vitaly lại nhắc tôi, cháu hãy suy nghĩ về những điều ông vừa nói với cháu. Ở với ông, cháu không sợ khổ đâu. Xuống hết cái dốc, chúng tôi tới một cánh đồng hoang phẳng lì, buồn tẻ rộng mênh mông, không có nhà cửa, không có cây cối, một cao nguyên mọc đầy thạch thảo hung hung và đó đây từng đám kim tước cằn cỗi chập chờn trước gió như gợn sóng cụ Vitaly đưa tay về phía đồng hoang bảo tôi cháu nhìn xem có định trốn cũng không được đâu con capi và con Depino sẽ bắt được cháu ngay tôi có nghĩ gì đến việc chạy trốn nữa đâu mà trốn đi đâu được chứ trốn về nhà ư nghĩ cho kỹ thì cái ông cụ râu bạc phơ cao lớn đẹp lão ấy không đáng sợ như tôi tưởng trước đây nếu cụ có làm chủ tôi thì chắc chắn cũng không phải là một ông chủ tàn ác chúng tôi mãi miết đi qua nhiều cảnh quạnh hiu buồn tẻ hết các bãi hoang lại đến những cánh đồng cây mọc lúp xúp phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy mấy ngọn đồi trọc chóp tròn. Trước kia tôi đã hình dung các cuộc hành trình khác hẳn với cảnh thực bày ra trước mắt tôi hôm nay. Đây là lần đầu tiên tôi đi một mạch trên một quãng đường dài không nghỉ. Bước chân của cụ Vitaly dài và đều đặn. Cụ để con Jolico trên vai hay ngồi trên sắt. Mấy con chó chạy lon tông bên cạnh không rời cụ thỉnh thoảng cụ nói với chúng vài câu âu yếm khi bằng tiếng pháp khi bằng một thứ tiếng gì tôi không hiểu ông cụ và bầy chó không có vẻ gì mệt mỏi tôi thì không thế tôi thấy mệt bã cả người rồi mệt mỏi của cơ thể thêm vào sự xúc động của tinh thần làm tôi kiệt sức tôi kéo lê chân và vất vả lắm mới theo kịp cụ chủ Tuy vậy tôi cũng không dám xin phép đứng lại nghỉ. Cụ nói, tại đôi guốc của cháu, nó làm cho cháu mỏi đó. Đến út sen, ông sẽ mua cho cháu đôi giày. Câu nói của cụ làm tôi phấn chấn hẳn lên. Đã lâu tôi ao ước có một đôi giày. Ở làng tôi chỉ có con ông xã trưởng và con ông chủ quán mới có giày. Ngày Chủ Nhật đi lễ, chúng nó lướt giày êm ru trên nền gạch. Còn bọn nông dân chúng tôi chỉ có guốc kéo lộp cộp đinh tay nhất ốc. Út sen còn xa lắm, phải không cụ? Tôi hỏi. Câu hỏi rất thật thà, ông cụ nói. Thế là cháu rất thích được đi giày, phải không? Được rồi, ông hứa sẽ mua cho cháu một đôi giày để đóng đinh hẳn hoi ông còn mua cho cháu một chiếc quần nhung và một cái áo vét một mũ dạ nữa cái đó sẽ làm cho ráo nước mắt cháu sẽ khỏe ra và đủ sức đi nốt sáu dặm đường nữa giày có đế đóng đinh tôi thấy choáng lộn được một đôi giày đã sướng rồi giày lại có đế đóng đinh thì bao nhiêu phiền muộn của tôi tan biến hết chắc chắn chủ tôi không phải là người độc ác nếu độc ác thì chẳng được như vậy. Phải là một người phúc hậu mới nhận thấy đôi guốc làm cho tôi mệt nhọc. Đôi giày có đinh, một chiếc quần nhung, lại áo vét, lại mũ nữa. Mẹ bác bơ anh mà trông thấy tôi diện như thế, hẳn là mẹ sẽ rất sung sướng. Mẹ sẽ rất tự hào về cái thằng Remy của mẹ. Nhưng Sen còn xa lắm xa lắc xa lơ mới cực chứ hình ảnh của đôi giày và chiếc quần nhung có sức hấp dẫn thật nhưng lúc này tôi cảm thấy không còn đủ sức để đi tiếp nữa may mắn sao thời tiết lại đến giúp tôi bầu trời vẫn trong xanh từ lúc chúng tôi ra đi mây đen bỗng từ đâu kéo đến một chốc mưa đổ xuống và kéo dài mãi không ngớt Lee có tấm áo da cừu nên không ướt và còn che cho con cơ nữa. Con khỉ ranh mảnh quá, vừa thấy mưa lắc sắt đã vội chui ngay xuống dưới áo cụ chủ để trú ẩn. Còn bầy chó và tôi chẳng có gì để che mưa. Chỉ một chút chúng tôi ướt lướt nước, nước mưa ngấm rét thấu dạ. Bầy chó thỉnh thoảng còn rủ lông được tôi thì tạo hóa không cho cái đặc ân ấy, tôi phải mang những quần áo nặng trịch nước mưa mà đi lạnh buốt đến xương. Bỗng cụ Vitali hỏi tôi: "Cháu có hay bị cảm không?" Cháu không biết, cháu không nhớ có lần nào cảm không nữa cụ à. Vậy là tốt, cháu cũng có mặt mạnh đó. Nhưng ông không muốn để cháu phải xông pha làm gì vô ích. Hôm nay hãy đi chừng này thôi gặp thôn xóm nào ở đằng kia, chúng ta hãy vào nghỉ trọ ở đó đã. Nhưng trong làng không có quán trọ, chẳng ai muốn chứa một ông lão già, trông như ăn mày, lại lẻo đẻo dắt theo một đứa trẻ và ba con chó. Cá người và vật đều lắm bê bết buồn, hỏi chỗ nào người ta cũng bảo, ở đây không có chỗ trọ, rồi đóng sập cửa lại đi hết nhà này đến nhà khác, chẳng ai muốn cho chúng tôi vào. Có khi phải đi tiếp đến Út Sen chăng? Tối đến nơi rồi, mà người thì thấm nước mưa lạnh buốt. Hai chân tôi cứng đơ như khúc gỗ, không muốn bước nữa. Lúc này tôi nghĩ đến cái nhà ấm cúng của mẹ Barbara. May quá, Cuối cùng có một bác nông dân tốt bụng, vui lòng cho chúng tôi vào ngủ nhờ ở kho để rơm. Nhưng trước khi mở cửa cho vào, bác ra điều kiện không được thắp đèn đốt lửa và bảo ông cụ Vitaly đưa diêm cho bác giữ. Sáng hôm sau đi, sẽ trả lại. Dù sao chúng tôi cũng có được một mái nhà che thân, khỏi bị mưa gió trút lên đầu. Cụ Vitaly là người biết lo xa. Bao giờ đi đường, cụ cũng mang phòng lương thực trong ba lô cụ có một chiếc bánh to cụ lấy ra cắt làm bốn miếng bằng nhau lúc này tôi mới biết cụ duy trì kỷ luật trong đoàn rất nghiêm mọi thành viên tuân theo răm rắp lúc trước trong khi chúng tôi còn lò mò đi hết nhà này đến nhà khác tìm chỗ trọ thì con delpino đã có lúc ẩn vào một nhà nào đó rồi chạy ra ngay mồm ngoạm một mẫu bánh mì. Cụ Vitaly nhìn thấy, chỉ nói, Đẹp tối nay rồi mày biết nhé. Tôi cũng đã quên đi chuyện đánh cắp ấy. Nhưng đến lúc cụ Vitaly cắt bánh mì, tôi thấy con Đẹp có vẻ tiêu nghiễu. Cụ Vitaly và tôi mỗi người ngồi trên một bó phượng dĩ, con Jolico ngồi giữa, ba con chó ngồi xếp hàng phía trước con Capi và con donser mắt đăm đăm nhìn chủ, còn con Despino mặt cúi gầm hai tay cụp xuống. Cụ Vitaly ra lệnh. Tên ăn cắp kia ra khỏi hàng ngủ, chui vào xó kia mà nhìn. Tối nay mày phải nhịn đói đi ngủ. Thế là con Despino rời khỏi chỗ nó tức khắc, vừa đi vừa lết, lèn lén đến chỗ cụ chủ đã chỉ cho nó, chui gọn vào đống lá phượng dĩ chúng tôi không nhìn thấy nó nữa chỉ nghe tiếng nó vừa thở vừa rên và khẽ kêu mấy tiếng nghẹn ngào phạt con debino xong cụ đưa cho tôi một phần bánh con cụ thì vừa ăn vừa bẻ bánh của con joli và hai con chó thành những miếng nhỏ để phân phát cho chúng những tháng cuối cùng ở nhà với mẹ barberin cũng không sung sướng gì đâu nhưng bây giờ phải ăn uống kham khổ, tôi thấy sự thay đổi ác nghiệt quá. Nồi súp mẹ nấu mỗi tối giờ đây giá có thiếu bơ, tôi cũng thấy là ngon. Nếu lại được ngồi bên bếp lửa mà ăn như ở nhà với mẹ thì sung sướng biết bao, và sẽ hạnh phúc nhường nào nếu ăn xong rồi được luồn mình vào trong nệm kéo chăn lên đến tận cầm. Nhưng than ôi, làm gì có nệm, làm gì có chăn, có được một ổ lá phượng dĩ thế này là phúc lắm rồi. Người mệt nhừ, chân trời da vì đôi guốc, tôi rét run bần bật trong bộ quần áo ướt sũng nước mưa. Trời tối đã một lúc lâu rồi mà tôi không sao ngủ được. Cụ Vitaly thấy tôi tràn trọc hỏi: "Sao răng cháu đánh vào nhau cầm cập thế?" Cháu rét à? Dạ, hơi rét thôi ạ. À. Tôi nghe thấy ông cụ mở sắt ra và nói Quần áo ông cũng chẳng nhiều nhưng cháu cầm chiếc sơ mi và chiếc ri lê này mà mặc tạm cởi hết quần áo ướt ra rồi mặc quần áo khô vào xong rồi chui xuống dưới đống phượng dĩ mà nằm người sẽ nóng ấm lên và sẽ ngủ được. Tôi làm theo lời cụ nhưng cũng không thấy người nóng lên nhanh như cụ nói. Tôi cứ tràn trọc trên mớ lá phượng dĩ, trong lòng đau đớn và khổ sở bội phần không sao ngủ được. Ngày nào rồi cũng như thế này ư. Đi mãi miết dưới trời mưa không nghỉ. Tối đến, ngủ trên ổ lá phượng dĩ ở nhà chứa rơm, chẳng chăn chẳng đệm, người rét sung lên, Bữa tối chỉ có một mẫu bánh mì khô, chẳng có ai tỏ lòng thương xót, chẳng có ai để yêu thương, không có mẹ bạc bơ Tôi đang nghĩ ngợi lan man, lòng buồn rười rượi, nước mắt giàn dụa, thì bỗng thấy thoảng qua trên mặt một hơi thở ấm ấm. Tôi đưa tay ra phía trước và sờ thấy bộ lông dày như len của con Capino đã xoắn xén đi trên lá phượng dĩ nhẹ nhàng đến bên tôi nó ngửi tôi hít hít hơi nó lướt nhẹ trên mặt tôi trên tóc tôi nó định làm gì đây tôi đang băn khoăn như vậy thì thấy nó nằm trên đống lá phượng dĩ áp mình vào người tôi và liếm tay tôi một cách dịu dàng êm ái Tôi vô cùng cảm động trước cử chỉ âu yếm ấy và nhóm dậy ôm hôn vào cái mũi lạnh ngắt của nó. Nó kêu lên một tiếng khe khẽ và đặt một cẳng vào trong tay tôi rồi nằm im. Thế là tôi quên hết mọi nỗi nhọc nhằn, buồn tuổi. Cổ họng tôi như đang bóp nghẹt, bỗng thấy nói ra. Tôi thở vào tôi không cô đơn nữa tôi đã có một người bạn